Thằng bạn con nó ngủ mà tự nhiên con lại con để một giọt nước lên đầu nó thôi, mà tự nhiên nó thức dậy nó biết luôn. Xong nó qua nó đụng con trước, xong con đẩy nó cái xong thầy giáo biểu con mời ba mẹ con lên mà thằng đó nó không có bị gì hết. Con đổ nước lên đầu người ta. Dạ, một nước. Giọt thôi, đúng một giọt. À, một giọt hả con? Phải không, một giọt xong mời phụ huynh ta. Ngày xưa khi mà sinh bé là mẹ có bị ngén nuôi gì không anh? Và sản có thai á cũng hơi khó khăn một chút. Rồi sau đó thì khi mình sinh ra thì cũng nuôi cũng tương đối là khó khăn. Khoảng chừng năm 3 tuổi qua, năm 3 tuổi thì rất thoải mái. Anh nghĩ có lẽ là cái thể chất của nó thay đổi. Còn lúc trước nó hơi bị khó khăn, giống như là ăn thì ỏi nhiều, ăn thì kén đồ ăn. Anh với chị có kỷ niệm nào mà đáng nhớ khi mà có bầu không anh? Thật sự ra anh với bà tới với nhau cũng lâu lắm rồi. Ở nhau khoảng trên khoảng 30 năm. Thì cuộc sống của anh với bà xã anh cũng rất là hạnh phúc. Lúc sinh thì thật sự ra đó là một thời khắc rất quan trọng. Thì khi sinh nó ra thì thật sự lúc đó anh làm ngành tóc. Thì khi nó ra thì mọi điều tốt đẹp xảy ra lắm. Cũng như là khách quá đông, đông khủng khiếp. Một con trai nhưng mà phải gọi là xinh. Mắt thương, to, mũi thẳng, miệng nhỏ đẹp. Rất là đẹp. Thì cháu giống mẹ hả anh? Không anh. Không. Giống anh hả? Không, em đâu thấy giống nét giống anh đâu. Dạ, không. Ở rồi thì giống mẹ. Ủa giống ai con? Dạ có giống mẹ. Giống mẹ đúng không? Giống thấy mẹ. Không? Nhưng mà em gái thì chắc là giống bùi trang. Nhưng mà khả năng ca hát thì sao nè? Dạ, từ hồi mà ba con hát cho một cái show của anh Lê Hiếu. Còn lúc đó con không biết hát gì hết, con cứ gọi là nghe hát sơ sơ, cũng tập vài bữa kiểu vui vui thôi. Trải nghiệm đi theo ba thôi. Nhưng mà lên đó hát với anh Lê Hiếu á, thì cảm thấy là thích nghề này, đứng trên sân khấu á. Con đạt giải quán quân năm con 2017 hả? Con vượt qua bao nhiêu thí sinh con nhớ không? Mới vô thì quá trời người chen chúc nhau vào để thi. Nhưng mà vài người sẽ được chọn thôi. Xong rồi có bắt đầu gom nhau lại, mình sẽ bắt đầu lại vào dần dần. Thì con cảm thấy là mỗi vòng là mình phải ít nhất là cũng phải cải thiện. Nếu mà không có một sự cải thiện mà người ta không thấy được á, là đó gọi là một cái thất bại trong vòng đó. Bây giờ con rất thích nghe con hát. Tại vì lâu quá rồi không có nghe con hát. Mà không biết bây giờ con lớn rồi, cái giọng con bị bế rồi, không biết con hát hay không. Có thiết được quân quy, được nấu ăn cho người mình yêu, thiết được nắm tay anh dòng chơi mỗi chiều, cùng anh lang thang vòng chặt tay ôm trên con xe cà tàng. Tuổi thanh xuân cô luôn sống với trái tim và làm điều cô ấy vẫn thích, ăn những món ăn cô yêu, dành mỗi sớm và mỗi chiều. Đây là bài hát con sáng tác đúng không ạ? Dạ, đây là bài hát của anh Đinh Mạnh Linh. Tuổi thơ của con sao có kỷ niệm mà con nhớ nhất không? Xưa con là một cậu nhóc rất là quậy phá, quậy nhất trong trường. Ủa, nhìn con không nghĩ là con quậy nhất đâu. Quậy khủng lắm, quậy đến nỗi mà thầy hiệu trưởng mời bố tới làm việc luôn. Ví dụ cái kỷ niệm được. Kỷ niệm như là lúc đó là thằng bạn con nó ngủ mà tự nhiên con lại con để một giọt nước lên đầu nó thôi, mà tự nhiên nó thức dậy nó biết luôn. Xong nó qua nó đụng con trước, xong con đẩy nó cái xong thầy giáo biểu con mời ba mẹ con lên mà thằng đó nó không có bị gì hết. Con đổ nước lên đầu người ta. Dạ, một nước. Giọt thôi, đúng một giọt. À, một giọt hả con? Phải không, một giọt xong mời phụ huynh ta. Anh thật sự vậy nè, tại vì bạn này á, bạn nói tiếng Việt không có rành với anh em mình giải thích ra. Từ một giọt nước đó mà gây chuyện hai đứa đến nhau. Thì vấn đề đến nhau là vấn đề then chốt để thầy mà giáo mời phụ huynh tới. Ở nhà rồi nó cũng đi được cổ như với em gái nữa kìa. Ở nhà tật xấu của Liên Khôi là gì anh? Con nói ba nói. Dạ ba nói, tại con không biết con có tật xấu gì. Con không biết con có tật xấu gì. Trời ơi, nó không biết tật xấu nó gì kìa. Quá rồi, quậy quá rồi, không biết bây giờ kể bắt đầu từ đâu. Với cái tuổi trẻ của bạn này á, thì một năm trở lại đây thì thay đổi rất nhiều. Trước đó thì ăn đâu dục đó, rồi đồ đạc thì cứ dục tùm lum tùm la, thích thì ăn thích thì thôi, nói chung là cứ như một người tặc răng vậy đó. Cái là bước vào thành phố thích gì làm đó, không có để cả ai, không có đâu đồ đạc, không có ngăn nắp gì cả, sống theo bản năng vậy đó, thích gì làm đó. Cà chớp quýnh liền, ai cà chớp quýnh liền đúng không? Đúng Khôi, ba còn kể thiếu gì không? Bây giờ do chính miệng con kể nè. Con có thật xấu gì nữa không? Con nhớ con kể thấy con có thật xấu gì ở nhà ta? Con không có thật xấu. Dạ không, giờ này con ít không? Tại vì nó cũng, con thấy nó cũng lớn lớn rồi. Con cũng ít khi kiểu nổi giận lắm. Tại trong trường con nổi giận nhiều quá, về nhà cũng chán rồi. Dạ, con thấy em lớn rồi đúng không con? Dạ. Trời ơi, em con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em con năm nay là 10 tuổi. Rồi lúc nào cũng nghĩ theo ý của ba mẹ hết, khi nào em cãi lời ba mẹ không? Lâu lâu có, nhưng mà bây giờ cảm thấy là ba mẹ cũng có tầm nhìn kiểu cũ rồi. Mới mốt khi mà con cũng có con á, thì tầm nhìn con cũng gọi là nó cũ rồi, nên con cũng nói bố mẹ là ráng kiểu cập nhật thông tin theo giống như là con. Ráng nhất có thể. Thôi nó không xử luôn, cập nhật thông tin mẹ cũ rồi mẹ ơi. Thôi mẹ cũ rồi. Đúng rồi. Mẹ phải cập nhật chứ. Đúng rồi. Đó. Đúng vậy. Nói say sẩm liền luôn nha.
Dạ. Mẹ cũ rồi, mẹ xưa rồi, mẹ suy nghĩ của mẹ là cái thời của mẹ, còn bây anh giờ tôi con khác rồi. Đứa con thông minh quá vậy, rồi những lời nói vậy nhiều khi mình đứng chừng là mình bị áp lực với nhiều cái tầm phát triển của nó không anh? Hơi lúc đầu có, lúc đầu mình như là nó bất ngờ quá, mình cảm thấy là tại sao mình có đánh con như thế, tại sao lại xảy ra vào thời khắc như thế này, chẳng lẽ mình bất ngờ luôn hay sao vân vân. Nhưng mà cuối cùng anh suy nghĩ bây giờ anh thoáng lắm, giờ anh rất là thoải mái đó. Cho là mình phải công nhận rằng giới trẻ bây giờ nó sẽ cập nhật và nó sẽ có những hành động mới mẻ hơn cái thế hệ tụi mình. Và nếu mình kiềm tỏa nó một cách là mình bắt cái thiết chế lại thì sẽ không bao giờ để nó phát triển được hết. Nhưng mà thật ra nó là như thế này nè. Vì nó như vậy, mình bắt buộc phải nghĩ thoáng. Bắt buộc phải nghĩ thoáng. Đúng rồi. Bây giờ ngày xưa là nói cái câu rất là thường. Cha mẹ đâu con ngồi đó đâu. Bây giờ là con đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Nhiều khi mình nói chơi nhưng mà đó là nói thật. Bắt buộc mình phải thay đổi. Chứ nếu mình không thay đổi mình mất con. Đúng. Và mình phải hướng nó theo. Đương nhiên mình không thể nào chấp nhận được hết đâu. Bởi vì tụi mình vẫn bảo thủ. Sao mà bắt mình phải thay đổi hết được. Nhưng có những cái trong cái cuộc sống hiện nay bây giờ, sinh hoạt của nó, cái đam mê của nó, đôi khi là mình phải tôn trọng nó. Cỡ này cố gắng, cỡ này. Cố gắng cố gắng thôi. Rồi bây giờ cái cột mốc đáng nhớ về cái sự nghiệp là cái cột mốc nào là con nhớ nhất? Chương trình Idol Kids. Tại sao vậy con? Tại vì trong chương trình đó thì con sẽ được mấy anh chị nghệ sĩ trong như là chị Bích Phương hoặc là chị Văn Hương, chú Isaac chia sẻ những kinh nghiệm mà gọi là không ai gọi như là muốn biết tới mà cũng không biết tới được. Phải thi vô tham gia chương trình đến vòng này, đến vòng nọ mới biết được. Đó, cái cục mốc của con vậy. Còn của bố thì sao? Bố khi nào mà, cái nào mà bố cảm thấy rằng là ô con mình tài năng quá, con mình nó lớn rồi, mình cảm thấy mình rất là hãnh diện. Thú thật á là mình cũng nhận đam mê văn nghệ. Con mình cũng đi chung với mình cũng diễn này nọ nhiều rồi, rất là nên là thật sự là những cái vấn đề mà về âm nhạc với hai bố con nhau thì cũng chia sẻ nhiều rồi. Nhưng mà thật sự á thì thấy anh mặt ngầu ha, sport ngầu ha, nhưng mà thật sự là rất là lo. Tất cả chương trình của bé Thi không giờ có mặt của anh. Của bố. Mẹ đi không? Mẹ nhìn rất là yếu điệu nhưng mà thật sự lại là cái người bản lĩnh. Bố nhìn ngầu rồi đó, nhưng mà rất là sợ con mình nó va chạm những chương trình mà thi thố. Chỉ đứng phía sau lưng lắng nghe nhìn nhận vấn đề rồi về nhà là hai bố con bàn luận với nhau rồi cùng nhau học làm sao cho tốt nhất có thể được, còn không bao giờ xuất hiện trước chương trình thi. Nhưng mà có một mốc rất quan trọng là hai bố con cùng thi văn nghệ, tức là chương trình gia đình song ca, sau cướp luôn cái giải nhất luôn. Thì lúc đó là buộc mình phải xuất hiện những cái chương trình đó là xuất hiện thôi, còn tất cả chương trình bé Thi gồm như là những chương trình giống như là phiên bản hoàn hảo rồi mưa thăm bốn giờ vân vân, nhiều nó thi nhiều trình lắm thì mình né hết, mình né toàn bộ hết. Cái này là coi như là chuyên viên đi thi các chương trình game show nè. Không phải, sự thú thật là nè, cũng phân trần với mọi người là cùng một thời điểm đó thi ba chương trình, ba cái đẹp giải hết. Nhưng mà khổ là chương trình của họ lại phát thông chung thời điểm vào đầu năm tới giữa năm, thế là người ta cứ hiểu lầm rằng là mình lấy nhiều giải, thực sự ra là thi ba chương trình khác nhau trong cùng một thời điểm. Tại là con biết chơi được bao nhiêu lời nhạc cụ? Khoảng 5-6 lời nhạc cụ. Trời dữ gì? Đàn guitar nè, guitar điện, nè, piano, trống, dạ trống, và con biết chơi ukulele. Cái này là ba mẹ bắt con học hay tự con thích con? Dạ không, lúc đầu thì ba mẹ có bắt học piano, nhưng mà từ cái piano đó đúng con rồi, mới học được bốn nhạc cụ kia. Tại vì nó rất là liên quan. Đúng, liên quan nha. Hòa âm sáng tác rồi con tự học rồi con tự sáng tác luôn con ấy. Từ đó thì con sáng tác được bao nhiêu bài hát rồi? Dạ con nghĩ là con sáng tác được khoảng 15-16 bài. Ra album chưa con? Dạ con đã ra một cái album nhưng mà cũ lắm rồi. Sắp tới thì con sẽ ra mắt rất là nhiều sản phẩm. Trong những sáng tác của con có bài nào mà hit không con? Sao em hiện tại con mới ra là gọi là một bài mà gọi là hit đối với con hoặc là đến tất cả mọi người. Dạ đúng rồi. Hiện tại thôi nhưng mà trong tương lai thì con sẽ cố gắng vài bài hit. Giờ bị hit nhiều khó lắm con. Đúng rồi, không sao. Là may mắn cái duyên thôi. Đúng duyên rồi, tới là tới. Nhiều khi mình muốn nó hit nó cũng hit. Đúng rồi. Nhiều khi mình làm chơi chơi lại hit. Đúng rồi. Đó là như vậy. Hit tuyệt luôn. Nhưng mà luôn luôn là bên cạnh con là có ba con hỗ trợ về mặt tinh thần cũng như là về cái sự mà cảm thụ âm nhạc với nhau. Thì chắc là hai bố con chắc thân lắm. Ăn cùng nhau rồi ngủ cùng nhau. Đôi khi hai bố tối hai bố con tâm sự tới 3-4 giờ tối. Là nhà là con thân với bố hay là thân với mẹ? Dạ con thân với bố nhiều hơn. Con hay chia sẻ những cái vui, những cái buồn cho bố nghe không? Dạ, con cũng hơi nhưng mà con cũng chia sẻ cho mẹ con. Nhưng mà mẹ con bận điều hành em con rồi. Bận điều hành em con rồi. Điều hành em đó. Được biết là mẹ của Khôi đang gặp vấn đề về sức khỏe phải không anh? Thì thật sự ra cuộc sống mà, nó có những lúc thăng trầm.
Thì năm nay thì cũng là năm không tốt lắm. Thế con chắc nhớ mẹ lắm. Thế con có định là bây giờ mẹ nằm viện như vậy rồi sẽ làm một cái gì để cho mẹ mình vui không? Con chắc con sẽ hát một bài, con sáng tác 2 năm trước. Ngày xưa mẹ thường hay nói cho con về mái ấm tình người. Mẹ ơi mẹ thường hay kể cho con về thời thơ ấu. Và con biết trong suốt cuộc đời những điều mẹ nói mãi mãi trong lòng. Mẹ thường hay kể rằng con luôn là người con ngoan. Mẹ ơi con lớn rồi. Mẹ ơi con đã lớn rồi. Vì mẹ luôn luôn thương con, ôm con vào lòng. Con vẫn nhớ những ký ức ngày xưa. Mẹ dìu dắt con cùng con trên đường đời. Từng ngày mong con lớn khôn. Dù ngày mai sau có thế nào, lòng con vẫn sẽ nhớ mãi ở trong tim. Con mãi ghi nhớ công ơn của mẹ, con mãi khắc ghi. Trời ơi hay quá. Cảm động quá. Cảm ơn dạ. Con và bây giờ ở chương trình Con Tôi Với Tội có một cái mục là bí mật bật mí. Không biết từ trước giờ có một cái bí mật nào mà giấu tới bây giờ sẵn ngày hôm nay chương trình, anh có thể chia sẻ đến tất cả mọi người biết được không anh? Anh nghĩ rằng cái câu nói này, hỏi này khá hay. Yeah. Mà anh nghĩ rằng những bậc làm ba làm mẹ cũng rất là quan tâm. Tức là anh nói về cái độ tuổi của các bạn nhỏ ở tầm tuổi dậy thì nó sẽ có sự thay đổi về thể chất cũng như tinh thần. Thời điểm này với tuổi này á thì nó sẽ có những cái cám dỗ ở ngoài tác động vào về vật chất, về giới tính. Đúng rồi. Và nhiều cái mà chung quy lại tất cả những cái sự mà tác động tới đó là những lời hứa, những cái sự dụ dỗ tác động từng bước để họ đạt được những gì đó. Cái này thuộc về vấn đề giới tính. Cái thời điểm đó thì đã có một bạn cũng là thật sự là lớn tuổi hơn. Thì lớn tuổi hơn họ biết hết ra những chuyện đó. Họ tác động vào, họ chiều chuộng chăm sóc vân vân. Thì tụi mình là người lớn mà quan sát được và hiểu thấy được, nhìn nhận được vấn đề. Và thật sự là phát giác ra cũng rất là bận ở dân vì là giật mình. Và cuối cùng là hai vợ chồng đã bàn với nhau bằng cách khéo léo nhất để ngăn chặn được sự việc đó ra, mà cũng không làm ảnh hưởng cho người kia mất mặt và đến cho con mình nó không bị tổn thương. Đúng ra là nếu như cách đây vài năm anh không nói, là bé nhỏ lắm, năm nay là 15 tuổi rồi, đã làm chứng minh nhân dân rồi, ID rồi, thì bắt đầu đã hiểu rồi. Cho nên hôm nay sẵn dịp chương trình nó cũng hay, thì anh cũng chia bày với lại các bạn, các phụ huynh hiểu rằng là khi con chúng ta ở cái độ tuổi giao thời giữa cái phát triển tâm sinh lý, chúng ta nên có cái ý thức theo dõi khéo léo nhất và nói cho các bạn hiểu một phần nào đó. Và mình phải có hành động ngăn chặn đi để tránh làm tổn thương các bạn trẻ. Trước khi mình nói ra với chương trình là mình cũng không? Phải suy nghĩ và suy cũng nghĩ. Hỏi bé cho nói hay không. Tại vì tôi nghĩ thế này nè, nếu chúng ta mà cứ thụ động, tại vì ai cũng bảo vệ cái gia đình của mình, bảo vệ cái tôi mình, nhưng thật sự chúng ta đã lớn rồi. Và con cái mình nó cũng cập nhật cuộc sống bây giờ rất là thực tế, thậm chí nó còn đi trước mình nữa, có thể nó hiểu nhiều hơn đêm mình hiểu nữa. Đúng rồi, tại vì sao nó xem phim là một, mạng là hai, điện thoại là ba, nó quá nhiều những thứ để cho nó được giải tỏa cái trí tò mò của nó. Đôi khi là mình đâu có ngăn nó được hết tất cả mọi thứ. Có điều là mình làm gì mình cũng nên tôn trọng và thật sự ra là cũng hỏi ý kiến bạn Khôi rồi. Cảm ơn anh Khôi rất là nhiều, bởi vì đây là một chuyện hết sức tế nhị và anh phải dũng cảm, anh phải suy nghĩ, ai cũng dám chia sẻ cái vấn đề nhức nhối của những người làm cha làm mẹ trong cái thời khắc mà rất là quan trọng về con mình, cái chuyển mình, từ cái một đứa con đứt trở thành là một thanh niên hay là thiếu nữ, rất là quan trọng.